khủng hoảng kinh tế thì người giàu thì lại càng giàu hơn anh em. Thực sự là chỉ có những doanh nghiệp nếu mà quá tay đi đầu tư nhiều những cái mà không thuộc cái lợi thế cạnh tranh của họ ấy, như VinFast đúng không? VinGroup đi đầu tư vào VinFast để đánh nhau với cái thị trường xe điện, mà cái xe ô tô ấy, thì nó có hàng trăm năm, hàng chục năm rồi đúng không? Thì VinFast là một trong những cái xe thực sự là một hãng xe bây giờ là Việt Nam mình, nhưng mà để cạnh tranh từ thời điểm này thì đúng là VinHome. Mà nếu mà vốn mà dồn hết cho VinFast, VinGroup mà dồn hết vào cho VinFast thì thời điểm này là khó khăn. Nhưng mà đặc biệt lại những cái doanh nghiệp chỉ tập trung vào làm ra tiền, tạo ra tiền, giống như những cái ông chủ thủy điện đúng không, hoặc là xăng dầu gas ấy. Thế thì những thời kỳ khó khăn này họ vẫn kiếm tiền bình thường đúng không ạ? Thủy điện thì vẫn phải cấp điện, xăng thì dân vẫn phải đi làm. Thế thì những cái ông chủ đó thì bây giờ lại đi thâu tóm những cái bất động sản giá rẻ đúng không ạ? Đây thì là một trong những cái ông chủ đây, là ngành điện đang thi công cái căn biệt thự view hồ ở Vinhome Ocean Park này. Thì người giàu trong cái thời điểm này họ lại có tiền mặt mà họ vác tiền đi để sở hữu những căn hàng trăm tỷ như thế này, đối với họ thì lại thấy là rất là rẻ, bởi vì cái quỹ căn này nếu nó khan hiếm, những căn view hồ 24,5 ha này thì ở Hà Nội này thì rất là hiếm, làm gì có đúng không ạ? Đấy thì tôi cũng mong rằng là qua cái bài học là chúng ta tập trung đúng vào cái ngành nghề của mình để phát triển lên, để chúng ta có thể là kiếm được nhiều tiền và sở hữu những cái bất động sản hàng tỷ, hàng triệu đô la như này nhé. Quý anh chị quan tâm đến Vinhome Ocean Park thì vui lòng để lại cái bình luận bên dưới để tôi có thể hỗ trợ quý anh chị nhé.